Ba lại chưa? Rồi, alo, alo, alo. Mấy bạn đã vô lại chưa? Mấy bạn đã vô lại chưa? Mấy bạn ơi, vô lại mấy bạn ơi. Từ từ, từ từ, từ từ, vô lại đi, từ từ thôi mấy bạn. Mấy bạn ơi, vô lại chưa mấy bạn ơi? Rồi, chúng ta chơi tiếp nha. Hai số cuối của số series tờ tiền này, một cái cạc 50k. Hai số cuối, hai số cuối. Rồi, bắt đầu comment đi mấy bạn. Chúng ta có một phút để chơi. Giờ là 53, cho 54 luôn, 55 sẽ ngưng. Ok, rồi comment tiếp mấy bạn ơi. Comment tiếp, 60 sai, 60 không đúng nha. 60 không đúng nha mấy bạn ơi. 81 sai rồi, 81 sai. 81 sai. 06 sai luôn. Trời ơi, có hai số cuối thôi mà. 61 sai rồi. Số này cũng đẹp. 56 sai, 91 sai luôn. Hello mấy bạn, hello mấy bạn. Đón tiếp đi mấy bạn ơi. 65 sai rồi, 65 sai. 59 sai. Trời ơi, không lẽ không ai đúng. 40 sai luôn. 63 sai. 64 sai. Sai nha, sai nha. 68 sai luôn. Cố lên mấy bạn. 79 sai. 73 sai luôn. Trời ơi, 96 sai rồi, 95 sai luôn rồi, 78 sai luôn, 23 sai luôn. Trời ơi, có 99 số thôi mấy bạn. Trời ơi, chả lẽ không ai đoán đúng. 93 sai rồi, 02 sai luôn. Trời ơi, chán ghê vậy. 40 sai rồi, 33 sai luôn. Trời ơi, comment đi mấy bạn ơi, để tôi coi coi mấy bạn chơi tới cỡ nào. Trời ơi, có hai số thôi. Sáu mươi bảy, trời ơi, tiếc quá. Trời ơi, mấy bạn ơi, comment đi mấy bạn ơi. Sai hết, sai hết, chưa thấy số nào đúng hết. Trời ơi, vậy có mấy đứa comment hoài vậy, mấy bạn kia đâu hết rồi. Cái cạc 50k, lẹ mấy bạn ơi. Trời ơi, không ai đúng hết là sao. Bây giờ, khó quá, khó quá. Tạm ngưng, tạm ngưng, tạm ngưng, tạm ngưng nha mấy bạn. Tạm ngưng đi, tạm ngưng đi. Bây giờ sẽ ra một gợi ý nè. Tạm ngưng đi, tạm ngưng đi, mình sẽ ra gợi ý cho mấy bạn nha. Ngưng đi mấy bạn ơi. Tạm ngưng anh em ơi. Tạm ngưng nha, tạm ngưng nha. Mình sẽ cho các bạn gửi
Ngưng mấy bạn ơi, ngưng mấy bạn ơi. Ngưng. Mình sẽ cho mấy bạn một cái gợi ý chơi cho dễ. Còn comment là không 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 chơi tờ này nữa nha, đổi tờ khác ha. Ngưng anh em ơi. Nãy giờ kêu ngưng rồi, ai kêu không chịu ngưng. Trời ơi, comment liên miên luôn trời, nghe đê nói đê. Ngưng đi mấy bạn. Ngưng đi, ngưng. Còn bấm số nữa là AD không chơi nữa nha. Còn bấm số là AD không chơi nữa nha. Bây giờ tờ này không chơi nữa nha. Số của chúng ta 76 nha. Đâu vậy? À, 76. Thấy luôn. 76 nha mọi người. Nãy giờ không ai comment đúng hết nha. Đổi tờ khác nha. Đổi tờ khác nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một tờ khác. Một tờ khác. À, số phần máy tính. Bây giờ sẽ chơi dễ hơn. Giờ chơi dễ hơn nha mọi người. Số nãy 76 nha. Số nãy là 76. Không ai comment số 76 hết. Thiền hữu nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới tờ tiền mới ha. À, bây giờ là 12:01. Thôi cho 12:02 đi. Chúng ta sẽ chơi và comment tới 12:05. 12:05 nha. Rồi hai số cuối của tờ 200.000 AD đang cầm gợi ý là trên 50 nha. Trên 50. Rồi anh em chúng comment đi, anh em comment đi. Bắt đầu tính từ bây giờ. Bây giờ là 12 giờ cuối 12:01 đồng. 12:02 chúng ta sẽ bắt đầu tính comment nha. Chúng ta sẽ tính comment nha. Rồi bắt đầu anh em ơi. Bắt đầu đi anh em ơi. Một cái cạc 50k nha mọi người ơi. Trên 50 nha. Năm mươi tám, 22 không đúng. Đã nói trên 50 mà. Trên 50. Coi xác nhận giùm anh nha. Trời ơi khỏi luôn. Ngọc Mai ơi, Ngọc Mai dính rồi nha. Số của chúng ta là 82 nha. Đây 82. Đâu rồi. Ôi, sao không thấy trời. 82 nha mọi người ơi. Số của chúng ta là 82 nha. Ngọc Mai trúng thưởng nha. Ngọc Mai đóng đúng rồi nha. 82 nha mọi người ơi. Rồi cảm ơn bạn Ngọc Mai nha. Rồi Ngọc
Mai anh bóp, anh lấy cái cạc nha Ngọc Mai ơi. Rồi. Trời ơi, có nó comment kìa. Căng quá, mấy bạn chơi căng quá. 82 Ngọc Mai đầu tiên nha. 82 Ngọc Mai đầu tiên. Tám mươi hai nha mọi người ơi. Cạc 50, anh bóp anh số điện thoại. Lẹ lên. Tôi đã nói là Ngọc Mai không có cầm số 82. Có, Ngọc Mai comment 82 nha. Có nha, Ngọc Mai có comment 82 nha. Comment sau Mỹ Ngọc comment nè. Rồi, anh em nào thắc mắc thì inbox nha. Ngọc Mai có comment 82 nha. Bắt đầu từ 12 giờ 2 phút nha. Minh Chí sau Ngọc Mai nha. Ngọc Mai comment 82 đầu tiên nha. Có, anh xác nhận có nha. Vừa xong vừa nói bắt đầu là chưa được 30 giây sau là Ngọc Mai đã comment 82 rồi nha. Rồi nãy giờ là từ khi bắt đầu cái livestream này là anh đã xác nhận lại là sau khi anh nói bắt đầu là Ngọc Mai mới comment 82 nha. Anh xác nhận rồi nha. Rồi. Hiện tại là anh không có cầm cái ID của admin nên anh không có ghim cái comment của em lên được. Chứ không thôi là anh ghim nãy giờ rồi. Ủa sao đâu có ghim được đâu nè. Đâu có ghim lên được đâu. Rồi chúng ta chơi vui thôi nha. Tuần sau chúng ta chơi tiếp nha. Có nha, anh em nào thắc mắc thì kéo lại, AD có chụp hình lại rồi. Nhiều khi mấy bạn lắc cái comment nó không hiện á, AD chụp hình lại rồi nha mấy bạn ơi. Ok, Hồng Khanh, chào em. Nè, AD chơi với mấy bạn cho vui. Còn mấy bạn mà cứ hơn thua nhau quá thì mai mốt AD không chơi nữa nha. Cái này là tiền túi của AD bỏ ra cho mấy bạn chơi vui nha. Còn mấy bạn mà ý kiến mấy bạn thấy không công bằng, các bạn có quyền không chơi, AD không nói. Nãy bạn Nguyễn Minh Hiếu vô comment, bạn ấy comment đúng, AD chả nói gì hết. Mặc dù AD và bạn ấy chưa quen biết nhau nha. Mấy bạn chơi thì mấy bạn trên tinh thần vui là chính, may mắn thì mình trúng, còn không thì thôi. Còn mấy bạn chơi hơn thua quá thì mai mốt không chơi nữa. Ok. Hồi nãy bạn Ngọc Mai có comment, ở đây xác nhận. Đang chạy cúp nha mọi người ơi, đang chạy cúp nha. Hello, man.
mấy bạn, hello mấy bạn. Tại sao chơi xong là mấy bạn lại không có mặt ở trong đây nữa, không thấy mấy bạn comment? Trời ơi, chơi gì kỳ vậy? Hết tiền rồi mọi người ơi. À đây hết tiền rồi. Trời ơi. À đây hết tiền rồi. Dạ, giờ chơi ai trúng thưởng nạp kẹt ngược lại cho AD nè, chơi không? Chơi lớn luôn. Dạ, ai trúng thưởng nạp kẹt ngược lại cho AD nha. Ok không mấy bạn? Hiền Hữu ơi, hồi nãy anh đã nói là chúng ta tạm ngưng. Từ khi anh nói tạm ngưng là anh đã không xem số nữa rồi nha. Anh nói tạm ngưng rồi, mấy bạn comment liên tục luôn. Mấy bạn không nghe lời anh. Anh đã nói là tạm ngưng để anh chuyển qua cái livestream mới. Hiện tại là vẫn chưa đua xong nha mọi người ơi. Thôi chơi mà mấy bạn không thua quá. Rồi bạn nào, hai bạn hồi nãy ok, Ngọc Mai không lấy cạc đúng không? Ngọc Mai chơi tiếp, cho mấy bạn chơi tiếp đúng không? Ngọc Mai lấy cái cạc của em cho mấy bạn chơi tiếp đúng không? Anh em ai chơi comment ok đi. Anh em ai chơi comment ok đi. Trên 10 ok chơi tiếp nha. Điểm đủ 10 cái ok chơi tiếp nha. Nha. AD không, AD là không có gì ngoài kẹt điện thoại hết á. 1 ok. 2 ok. 3 ok. 4 ok. 5 ok. Ok ok. 6 ok. 7 ok rồi. 3 cái nữa. 8 ok. 8 ok rồi mọi người ơi. Chín ok, còn một ok nữa thôi. 10 ok, ok ok, chúng ta chơi tiếp nha. Ok bd. Đây là tờ tiền 50.000. Đây, dầm cho đỏ, 50.000. Bây giờ AD sẽ chơi comment hai số đầu của số series tờ 50.000 này. Hai số đầu nha. Rồi bây giờ để coi mấy giờ rồi. Bây giờ là 12 giờ 12 phút. Rồi kết thúc sẽ là 12 giờ 15 phút. 12 giờ 15 phút nha mọi người ơi. Rồi hai chữ số đầu của tờ 50.000 này. Rồi hai chữ số đầu của tờ 50.000. Rồi bắt đầu comment anh em ơi. Bắt đầu comment đi. Bắt đầu comment. 84 không đúng, 23 không đúng, 22 không đúng luôn, 38 không đúng, 21 không đúng, 58 không đúng luôn, 59 không đúng, 16 không đúng, 34 không đúng, 43 không đúng luôn, 21 không đúng, 66 không đúng luôn, 37 không đúng, 26 không đúng nha.
11 không đúng. 19 không đúng luôn. Không đúng nha mọi người, 39 không đúng. 52 không đúng luôn. 35 không đúng. 61 không đúng. 31 không đúng luôn. 37 cũng không đúng luôn. 67 không đúng nha. 57 không đúng. 07 là sai luôn. 05 sai luôn. 01 sai luôn. 84 sai luôn. 87 không đúng luôn. 89 không đúng nha mọi người. Sao đây, sao đây? Hai chữ số đầu tờ 50k. 13 không đúng. 98 không đúng. 16 không đúng luôn. 22 không đúng. 06 không đúng. 04 không đúng. 40 không đúng. 57 không đúng luôn. 47 không đúng luôn. Không đúng nha. 68 không đúng nha. 08 không đúng nha. 15 không đúng. Trời ơi. 86 không đúng. Chơi kỳ vậy. 50 không đúng. Mấy bạn đâu hết rồi? 95 06 không đúng nha. Rồi hết giờ. Hết giờ ngưng comment. Hết giờ ngưng comment. Ngưng comment nha. Hết giờ rồi ngưng comment. Hết giờ rồi ngưng nha, ngưng nha, ngưng nha. Ngưng nha. AD đã comment rồi ngưng nha. Từ thời điểm AD comment trở về sau là không tính nha. Từ khi AD comment là không ngưng rồi nha. Không đúng nha, không đúng nha, không tính nha. Bạn nào coi đua xe thì cứ đua xe, cứ coi đua xe nha. Ngưng rồi mọi người ơi, ngưng rồi, ngưng rồi, ngưng rồi. Hỏi comment riết luôn mọi người. Ngưng rồi. Các bạn ơi, ngưng rồi, ngưng rồi. Ngưng rồi, ngưng rồi, ngưng rồi, ngưng rồi. Ngưng, 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 ngưng. Tạm ngưng hết nha. Rồi, rồi. Bây giờ chúng ta cũng tờ 50k này. Chúng ta sẽ không lấy hai số đầu nữa. Chúng ta sẽ lấy hai số đuôi. Chúng ta sẽ lấy hai số đuôi nha. Ngưng rồi mấy bạn ơi. Không comment số nữa nha. Hai số đầu là số 17 nha mọi người. Nhưng mà ngưng rồi. Mười bảy nha, mười bảy nha. Rồi chúng ta sẽ tới lượt chơi thứ hai. Lượt chơi thứ hai của chúng ta là hai số cuối tờ 50k này. Khi nào AD comment bắt đầu chúng ta mới được tính nha. Em 17 nhưng mà em comment sao rồi. Nãy AD kêu ngưng rồi. Nghi Lê nè. Nãy AD kêu ngưng rồi. Ok ok. Trời ơi Ngọc Mai ơi, chưa có bắt đầu mà. Bây giờ comment thẳng luôn nè.
Ngọc Hậu hả? Kéo kéo coi giùm anh coi nick Ngọc Hậu nãy là comment rồi. Ngọc Hậu. Rồi để anh xíu anh coi lại nha. Ra ngoài coi á, ra ngoài. Rồi để anh xíu nha Ngọc Hậu ơi. Để anh chút xíu, để anh chút xíu. Để bên kỹ thuật người ta kiểm tra lại nha Ngọc Hậu ơi. Để xíu mọi người ơi, tra lại nha. Tại vì hồi nãy anh không thấy nick Ngọc Hậu comment nha. Để anh chút xíu, để anh chút xíu. Còn luôn nha. Xíu nha. Hiện tại là bên kỹ thuật không có coi được cái comment 17 của em nha Ngọc Hậu ơi. Ngọc Hậu. Nguyễn Ngọc Hậu. Bên kỹ thuật họ không kiếm được cái comment 17 của em. Nếu mà em comment đúng số 17 mà trước khi anh nói ngưng thì em vui lòng em chụp comment lại em gửi anh nha. Ok. Ai chơi tiếp comment ok, 10 comment là 10 comment ok, AD chơi tiếp nha. Tiến Bùi ơi, bạn bị lỗi luôn nha Tiến Bùi ơi. Hiện tại là chưa chơi nha. Một ok rồi nha. Hai ok nữa, comment ok đi. Hai ok. Ba ok.
4 ok. 5 ok. Gì vậy? Mi Lê, comment gì dữ ai? 5 ok nha. Đủ 10 ok đi. 6 ok. 7 ok. 8 ok. 9 ok. 10 ok. À, rồi ok, chúng ta chơi tiếp nha. Rồi. Khi nào các bạn thấy comment của AD hiện lên trên màn hình là bắt đầu, lúc đó các bạn mới được tính nha. Nha, khi nào comment chúng ta hiện lên là bắt đầu chúng ta mới được tính nha. Còn mà chưa thấy comment bắt đầu thì chúng ta sẽ không tính. Ok, bây giờ chúng ta hai số của cái series tờ 50.000 này, hai số nha, hai số cuối của tờ series 50.000 này. Rồi khi nào anh comment bắt đầu, anh comment trên cái Facebook là bắt đầu chúng ta mới được tính nha. Comment đi anh em ơi. Comment, comment lẹ lên anh em ơi. 16 sai nha. Rồi có người trúng rồi, có người trúng rồi mấy bạn. Mỹ Ngọc nha. Người thứ hai comment đã trúng rồi nha. Người thứ hai comment nha. Số của chúng ta nha. 88 cuối nha mấy bạn. 88 Mỹ Ngọc lấy giải nha. Rồi 88 Mỹ Ngọc nha. AD đã pin lên rồi nha. 88 Mỹ Ngọc. Ok, Mỹ Ngọc inbox anh gửi số điện thoại nha Mỹ Ngọc ơi. Xong rồi mấy bạn ơi. Hay quá Mỹ Ngọc ơi, vừa comment lần thứ hai là bạn đã trúng rồi. Hay quá Mỹ Ngọc ơi. Rồi chúng ta đã kiếm được người thắng cuộc nha. Kinh thiệt, kinh thiệt. Rồi, Mỹ Ngọc vui lòng comment số điện thoại qua Facebook anh nha. Rồi, hôm nay chúng ta tới đây là ngưng trò chơi. Lần sau AD sẽ chơi với mấy bạn tiếp nha. Rồi, hôm nay có hai bạn giành được hai cái cạc 50k của trường đua 2k nha mấy bạn. Rồi, bỏ tiền túi ra cho anh em chơi đó. Thôi, anh em không cãi nhau nữa. Chúng ta đã có người thắng cuộc rồi. Anh em không cãi nhau nữa. Rồi Ngọc Hậu ơi, em vui lòng em chụp lại cái comment hồi nãy của em cho anh nha. Tại Nguyễn Ngọc Hậu, hồi nãy bên livestream họ chưa kiếm ra được cái comment 17 của em, thì bây giờ em vui lòng em chụp lại cái màn hình comment số 17 của em cho AD coi nha. Rồi inbox cho AD. Xíu nữa anh bóc cho AD nha. Sao không lấy? Trời ơi, sân đua tặng mà không lấy, mấy bạn này kỳ ghê ta. Chào bạn Nguyễn Anh Khoa nha. Hả, không nhận là bắt chơi tiếp á hả? Trời ơi, động muốn gãy lưỡi luôn rồi. Chơi kỳ vậy Mỹ Ngọc.
phải có mắc nợ. Cái này là tặng mà mắc nợ gì trời ơi. Sao? Rồi, vậy là xác nhận Mỹ Ngọc không lấy cái kẹt nha. Bây giờ tiền lớn chơi nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi tiền nhỏ. Để coi coi. Hello Phúc Bình. Bây giờ chúng ta sẽ chơi toàn 2.000. 2.000 nha anh em. Đây 2.000. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ comment. Rồi mà thôi nghỉ chơi đi. Chơi đi, coi đua xe đi các bạn. Tuần sau chúng ta chơi tiếp. Tuần sau sớm sớm chúng ta sẽ chơi tiếp. Tuần sau chơi tiếp nha anh em ơi. Tuần sau điểm danh. Tuần sau chúng ta chơi đón số tiếp nha mấy bạn ơi. Chúng ta tạm nghỉ nha. Cảm ơn Nguyễn Anh Khoa nha. Rồi hiện tại là chúng ta cũng đua xong luôn rồi. Hiện tại chúng ta đua xong rồi nha anh em ơi. Rồi 2 phút nữa là chúng ta sẽ tắt like. Thì bạn nào mà có dịp lên sân chơi thì cứ vào căng tin gặp AD nha. Còn bạn nào mà không có giao lưu với AD trực tiếp được thì cứ ở nhà coi live. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hôm nay đã cùng AD ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ để coi sân livestream đua xe. Rồi anh em nào mà muốn add Facebook AD thì có cái tên của AD ở đây nè, đó. Rồi mấy bạn add nha. Rồi cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. AD out livestream đây. Đi ăn đây nó bụng quá. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Ngon nha mấy bạn ơi.